Silasin. Chào tất cả các bạn đến với kênh của anh Tuấn Hành, và bên cạnh anh đây đó chính là chị Ốc không hề ngốc mà lại còn xinh. Các bạn thấy xinh không? Rất xinh. Anh thì giống con Tinh Tinh. Hôm nào cũng thế thôi. Em chỉ giống con Tinh Tinh thôi. Không, em là nếu mà em là Tinh Tinh thì em cũng phải là một con Tinh Tinh xinh. Nhất bạn rồi. Ok, được rồi, Tinh Tinh hơi bị xinh. Ok. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái series reaction. Nhưng mà chủ đề mới của chúng ta đó là những cái con quái vật ở ngoài đời thật xuất hiện trong Minecraft. Yeah. Và nếu bạn ủng hộ series này và muốn mình làm những cái con quái vật nào nữa thì đừng quên like video và bình luận ở phía dưới nhá. Và okay, nhân vật ngày hôm nay đó chính là Longhouse, ngựa dài. Vâng, giới thiệu các bạn, đây là con ngựa chứ không phải con ngựa dài Longhouse mà hôm nay chúng ta làm. Thế thì để làm gì? Ai chỉ biết đây là con ngựa rồi. Thôi. Chuyển. Longhouse là một loài, là một con quái vật. Nó giống như ngựa các bạn ạ, ở cái đầu của nó. Nhưng mà cái phần hàm răng ấy, nó chỉ có cái hàm trên thôi chứ không có cái hàm dưới nha. Và cái phần đầu của nó được nối rất là dài, một cái cổ dài loằng ngoằng luôn. Và trên cái cổ đấy nó chỉ gắn một vài cái sợi lông dài lưa thưa, chứ nó không được nhiều như là cái bờm ngựa các bạn ạ. Như kiểu một con rắn đúng không? Đúng. Và khi mà nó uốn cổ thì nó thường phát ra tiếng kêu rắc, rắc, rắc. Đó là bởi vì trong nó toàn là xương thôi. Ờ đúng rồi, xương cọ vào nhau. Rắc, rắc, rắc. Đúng. Anh bị bẻ bẻ tay xem có rắc không? Và điều đặc biệt con biết gì không? Anh bên thành biết gì không? Đó là con Longhouse tuy là quái vật nhưng nó lại không phát ra mùi hôi thối mà nó lại có cái mùi giống như mùi quế các bạn ạ. Ủa thế hả? Thôi được rồi, bây giờ anh muốn đi xem những cái hình ảnh của nó khi mà nó xuất hiện ngoài đời thật. Đúng. Như thế nào? Đúng. Ui. Ui ôi mèo ơi, ui trời ơi, đúng rồi, các bạn thấy chữ ốc miêu tả chuẩn chưa? Nó là một cái hộp sọ và con ngựa đấy nó không có cái hàm dưới. Nó được gọi là ngựa dài vì cái đoạn đầu trên nó giống đầu ngựa đó. Với có cái bờm á. Giống đầu ngựa, có bờm ngựa và nhưng mà lại là cái thân rắn đó các bạn. Ui, giống như một khúc xương dài ra. Ui đây, đây xong người ta lại chụp được một bức hình nó xuất hiện trong một khu rừng các bạn này. Đúng rồi, mẹ, tại sao mà nhìn lại giống một cái thân cây như thế? Em mà đi vào rừng mà gặp con này chắc em ngất xỉu luôn ấy. Ốc ấy tưởng cái thân cây ốc ấy đu vào thôi, không nhìn thấy nó. Mà nó rất dễ bị hiểu là một thân cây bởi vì nó phát ra cái mùi như cây quế mà các bạn. Nhưng mà cái con này ấy, nó không phải là những cái con quái vật ác đâu, nó hiền mà. Nó hiền. Ừ, có thể là nó hiền bởi vì nó không thể nhai đầu chúng ta, nó chỉ có một hàm răng các bạn. Nên nó không thể nhai đầu của mình. Ui, ốc ơi. Đây là một cái hình nó đang đu bám một cái cây này, thò đầu ra này, trông kinh nhờ. Đây là một cái cảnh gọi là chụp cận cảnh các bạn ạ. Mình cũng không chắc là con quái vật này có thật hay không nữa, nhưng mà nhìn này thì nó quá sống động đúng không? Cái con này được tạo ra bởi nghệ sĩ Trevor Henderson đó. Vậy ông nghệ sĩ đó là đi rừng gặp con này hay là sao? Không, ông ấy sáng tạo ra những cái con quái vật đó, giống như quỷ mèo, quỷ đầu loa đều là do ông ấy tạo ra đấy. Ui dồi. Các bạn này ông ấy rảnh thật sự. Tại sao ông lại phải tạo ra quái vật trong một thế giới hòa bình và toàn người xinh như thế này nhỉ? Không, thế giới phải có quái vật nó mới thú vị chứ ốc chả biết cái gì cả các bạn ạ. Ui, em còn thấy có những ảnh chụp nó nhưng mà kinh dị hơn nhiều bên Quy Thành. Ui, đây là một hình này. Đó, người ta đang soi đèn và phát hiện đang quấn xung quanh một cái gốc cây. Và cái con này hình như nó có thể biến đổi chiều dài tùy ý của nó đó. Wow. Xịn nhờ, đẳng cấp được các bạn nhờ. Nhưng mà con này sẽ ăn cái gì ta? Biết. Hình như con này còn là kẻ thù của quỷ đầu loa đấy. Đây này, đây là một hình mà cái con ngựa dài này nó đang đấu nhau với con quỷ đầu loa này các bạn này. Chính xác rồi. Nó đang cuốn từ chân quỷ đầu loa cuốn lên đầu luôn các bạn. Đấy. Ôi ông ơi, đây cũng là một cái hình này, người ta nhìn thấy cái con ngựa dài đấy. Ảo thế các bạn ạ, bây giờ mà mình gặp cái con này ngoài đời thật chắc là mình cũng sợ. Mặc dù nó là quái vật hiền lành thì mình vẫn là sợ đó các bạn. Ừ, với lại em thấy cái lông của nó làm cho nó kinh dị hơn á. Giống như kiểu một cái người mà không có thịt lại có tóc. Đúng rồi. Quá chuẩn luôn. Đó là công an thật. Biết có video gì về con này không nhỉ? Có. Đây là quay một cảnh anh này đang chạy ở cầu thang này. Anh ấy đang bị rượt đuổi một cái gì đấy đúng không? Anh ấy cảm thấy có cái gì trong ngôi nhà của mình đó các bạn. Rồi xem. Ui. Em vừa nhìn cái đuôi đấy các bạn ạ. Một cái chỏm lông. Đúng. Ủa là sao ta? Để xem là cái gì nhé các bạn. Ui hồ hộp nhỉ, mình giống như anh ấy vậy xem. Hello. Hi. Cái đoạn xương với rất nhiều lông ở trên.
Oh my god. Đây là cái con longhorn. Ngựa dài đó ốc. Em nhìn thấy rồi. Ui các bạn ơi, cái này mà mình nhìn thấy trong nhà chắc mình ngất luôn các bạn ạ. Anh có nghe tiếng kêu rắc rắc khi nó quay đầu không? Đấy, anh này sợ quá chạy đi rồi. Mặc dù nó không làm gì mình đâu nhưng mà nhìn thấy ghê ghê. Ui, anh này đang đi xe này ốc này. Ờ, đây là đang trên đường đi đó. Ờ, chắc đang đi làm việc gì đấy. Và đi vào ban đêm này các bạn. Một cái khu xung quanh rất là vắng vẻ mà không có ai hết. Trời ơi, nó đang quấn vào cái cây, chính là cái hình ảnh mà mình vừa xem vừa nãy đúng không? Ra đúng là rồi. Nó có video thật các bạn. Trời ơi, cái đèn ô tô nó soi đúng vào gốc cây, thấy cái con ngựa dài đang quấn đấy luôn này các bạn này. Oh my god. Ui, nó đang chuyển động luôn. Oh my god. Long horse, oh my god. Ui, nhìn cái bầu nó trông kinh quá. Ui, ghê quá. Xem làm gì này. Oh my god. Go back. No, please don't. Ui, trời ơi, các bạn giật hết cả mình. Nó không hiền lành tí nào á. Nó không. Sẽ dọa người đó. Theo được anh được biết thì nó hiền lành, nhưng mà sao ở trong video này nó lại dọa người ta. Ui, làm mình xem thôi mà mình cũng giật mình. Cái anh lái xe đấy chắc là ngất luôn á. Đúng, ngất trên nền đất luôn các bạn. Ui, đây là một người ta vẽ lại con ngựa dài thì sao mà trông ảo ảo ốc. Ui, nhìn nó kinh quá. Nhưng mà nó vẫn có hàm dưới gì không? Dù là nó vẫn có hàm dưới. Ồ, thế là anh này vẽ không đúng kiểu mô tả nhỉ? Đúng rồi. Trời ơi, trông anh liên tưởng đến cái con cá ngựa ấy. Ờ, đúng khác luôn. Đây có một bức ảnh người ta vẽ lại cận cảnh này. Đấy, các bạn có thể nhìn rõ từng chi tiết của cái con ngựa dài luôn này. Hàm răng này. Không có hàm dưới nha các bạn. Mắt chỉ, hốc mắt. Chỉ có hốc mắt thôi, không có mắt ở bên trong hốc mắt. Đúng. Và rất nhiều những sợi lông mọc ra, trông rất là ghê đấy. Và nó đang cuốn một cánh cửa đó, các bạn thấy không? Nó đang cuốn một cánh cửa đó. Dã man thật đấy. Các bạn có thích cái con quái vật này không? Chứ anh nhìn thấy anh cũng thấy hơi hơi sợ, mặc dù nó hiền đấy. Ui. Đây cũng là một video quay trong lúc một người đang chạy đúng không? Nhân vật trong này đang chạy. Đúng không? Ui. Các bạn thấy gì không? Trên ngọn cây này, ngựa dài đã xuất hiện rồi. Thật sự luôn, nó quá giống một cành cây đúng không nào? Ui, trời ơi. Ảo ma Canada rồi đấy. Trông ghê quá à. Ôi, sao nó ngắn vậy? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Nó đang tấn công. Quỷ đầu loa. Ui, quỷ đầu loa bị tấn công này các bạn ơi. Quỷ đầu loa đã chết các bạn. Nó bẻ cổ quỷ đầu loa luôn các bạn. Ôi, kinh dị. Quỷ đầu loa thua ngựa dài. Ừ, đây là một video không biết có thật hay không. À, không hiểu. Rồi, quỷ đầu loa hy sinh rồi các bạn ạ. Đấy, chứng tỏ là cái con ngựa dài rất là khỏe và mạnh. Nó có thể siết chết bất kỳ ai. Và bây giờ, anh sẽ cho các bạn xem cái con ngựa dài trong Minecraft nó sẽ trông như thế nào nha các bạn. Ok, và như thường lệ thì nó sẽ hay xuất hiện những cái rừng cây đó các bạn. Đúng rồi, xung quanh anh cũng là một cái rừng cây rất rộng. Ui, và các bạn thấy gì đằng sau anh chưa? Ôi trời ơi. Đó chính là cái con ngựa dài Longhorn trong Minecraft đó các bạn. Ồ, nó rất là dài luôn, và ở trong Minecraft thì cái lông cổ của nó mọc hết cái cổ luôn, không phải nguyên cái phần đầu đâu. Đúng rồi, và các bạn thấy không, nó dài ngang cái cây luôn. Ừ, mà nó ở đấy là có cành cây nhá, nếu mà nó duỗi thẳng ra nó phải cao hơn cây ấy chứ. Trời ơi, đang quấn quanh cái cây đó các bạn ạ, cái tán cây đó. Ui, giống y ngoài đời thật luôn các bạn. Ui, đầu nó còn đang ngoái nhìn Bê Quý Thành chứ. Ôi, nhưng mà đúng rồi, nó là một con quái vật hiền lành, nó không ăn thịt Bê Quý Thành nhỉ? Nó không wow vào như này, nó giết luôn. Chứ bình thường mà mình gặp những cái con quái vật này chắc chắn nó sẽ tấn công mình đó các bạn. Đó, đây này. Ui, nó còn đang nhìn mình. Hết cả mình. Ôi, nó vừa làm gì á? Nó vừa ngáp đấy anh ạ. Ui, nó bay hả? Ôi, mình đứng vào nó bị ấn ra đấy các bạn này. Ủa. Ảo thế đấy các bạn ơi. Ui, ông ơi, anh đội nó trên đầu cõng nó đi chơi luôn nè, anh cõng bạn ngựa dài đi chơi nè. Rồi anh thả nó xuống rồi các bạn. Wow, đây cho các bạn nhìn rõ nhá, đó chính là ngựa dài trong Minecraft. Đấm nó phát à? Đấm nó không được luôn ông ạ. Mà nó cũng không tấn công mình. Rồi bây giờ anh thử thả người dân làng xem nó tấn công nhá. Không có tấn công người dân làng luôn các bạn ạ. Đấy, nó là một sinh vật hiền lành mà. Rồi thử thả con zombie nào. Cũng không tấn công luôn ốc ơi. Kiểu nó thấy ai nó cũng kệ. Kỳ lạ ghê các bạn. Lần đầu tiên thấy một cái sinh vật kinh dị mà lại rất hiền lành này đấy. Ảo thế đấy các bạn. Nó không tấn công mình lấy cái gì mà ăn nhỉ?
mà nó toàn xương thì nó cần ăn cái gì đâu. Ờ đúng đúng. Nó cũng chả có bụng để chứa đồ mà đúng không các bạn? Ừ, mình còn đúng. Có bụng có thịt để chứa đồ, nó toàn xương cũng cần ăn cái gì đâu. Đúng. Giống như kiểu nó bị chết rồi ấy. Đấy, đây chính là cái con ngựa dài Longhorn trong Minecraft nha các bạn. Các bạn thấy nó đáng sợ giống ngoài đời thật không? Hãy bình luận phía dưới video nhé. Đấy, vậy là trong video ngày hôm nay, em Hoàng và chị Ốc đã cho các bạn xem cái con ngựa dài ngoài đời thật và trong Minecraft nó trông như thế nào. Các bạn thấy con nào đáng sợ hơn? Hãy bình luận phía dưới. Còn bây giờ, bye bye, hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Và các bạn muốn mình làm về những cái con quái vật nào xuất hiện ở ngoài đời thật và trong Minecraft nữa, hãy bình luận dưới nhá. Ai được nhiều like nhất mình sẽ làm. Bye bye.